Rồi, hôm nay là đi cái đề này nó rất là giống một cái đề mình đã làm rồi. Thầy đã hướng dẫn rồi. Các học sinh đại học nên tập trung vào môn chuyên. À, thầy nhầm. Các học sinh đại học thường xuyên tập trung vào môn chuyên. Nhưng một số người khác nghĩ rằng là học sinh đại học cũng nên được khuyến khích là học nhiều các môn khác ngoài những cái môn chuyên. Bạn đồng ý hay không? Nhắc lại ha. Nó đưa ra một hiện trạng là học sinh hiện nay thì học các môn chuyên. Em đợi thầy xem. Nó đưa ra một hiện trạng là học sinh hiện nay tập trung vô môn chuyên nhiều quá. Nhưng mà người ta nghĩ rằng á, là nó đưa một cái hướng ý tưởng là học sinh, các trường đại học nên khuyến học sinh học nhiều môn hơn ngoài cái môn chuyên. Có nghĩa học những môn khác mà mình chuyên. Nó hỏi mình có đồng ý hay không. Cái đề này rất là giống bên đây. Đại học nên học những gì họ muốn. Học sinh đại học nên học những gì họ muốn. Người khác nói rằng là chỉ tập trung vô học môn chuyên, em môn liên quan tới tương lai á, thì cũng này cũng na ná, giống như bên kia là môn chuyên vậy đó, chuyên ngành thì nó cũng có ý tưởng giống, các em phát hiện ra chưa, là học sinh học gì đó cũng được, dạng giống học rộng rồi đó, học nhiều môn rồi đó, còn đây là chỉ học môn chuyên. Đây là một trường hợp trúng đề, trúng về ý tưởng nha, một phần đề. Thì thầy nghĩ nếu mà đối với loại đề này đối với loại đề này thì thầy cũng sẽ theo cái hướng là đồng ý bạn. Và hôm nay mình cũng sẽ có một cái đề, hôm nay mình trúng thêm một cái đề của giám khảo. Bạn nào quên á, vô kho đề có hết nha các em. Cái cuốn Complete Writing của thầy cho đó, đây là một cái đề trúng với đề giám khảo, giám khảo khác này không phải sao đây trong cuốn này, cho nên thầy mới khuyên là các em rảnh ở nhà xuyên lên cái cuốn sách writing mà thầy đưa hay là trong file đây có sẵn luôn rồi đó, nghiên cứu các bài giám khảo đó, thấy chưa, trúng một cái đề số 114 nè của giám khảo này. Này là trúng đề nha. Chàng để còn nhớ chàng mấy trong cuốn này nhiều lắm, từ vựng quá trời luôn nè. Nè, trúng đề cuối cùng của giám khảo Macmillan, Mac Class. Học sinh đại học nên học nhiều môn ngoài những môn chuyên. Specific subject hay là specialist? Specialist subject cũng nói thôi. Đồng ý hay không? Ông này cũng đồng ý á. Và hôm nay thầy cũng sẽ hễ cái đề nào mà có trúng đề giám khảo thầy sẽ ưu tiên đề giám khảo trước nha. Rồi, còn những thầy nói là những cái đề thầy viết thì có trong kho đề hết. Có thể là đề chung với đề giám khảo thầy viết thì một đề riêng hoặc là một cái đề khác mà không có đề mẫu, thầy sẽ viết riêng đề đó. Ừ, hôm bữa là thứ cái này là học nha các em. Hôm bữa là thứ 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 ba là bị cúp điện á. Cái này thầy sẽ ok, thầy sẽ viết bài mẫu up lên lớp và có thể thầy sẽ quay phim lại cho các em đỡ mất thời gian để các em học được môn khác ha. Thầy sẽ quay lại riêng, thầy chuyển lên như bình thường. Hình như có một số bạn, hình như là lúc trước có cái đề biểu đồ thầy còn thiếu ha. Lớp cái đề biểu đồ của đề thi đợt trước để thầy quay luôn ha. Rồi rồi, còn cái này bài tập nha, cái nào mà thầy có để cái link là có đề mẫu, còn chưa là chưa ghi đề mẫu nha các em. Như thế này không biết thầy nhớ có chưa ta, để thầy kiếm lại ha các em. Rồi, đề này thầy sẽ viết riêng nhé, không bắt buộc phải, thầy sẽ chính chính thầy sẽ làm bài bù cho các em luôn. Còn hôm nay học đề này
trúng một đề nữa, và thầy cũng theo hướng đồng ý giám khảo là sẽ thầy sẽ áp dụng theo giám khảo là hướng đồng ý luôn, là học sinh học nhiều môn, mình sẽ có một phần ý tưởng bên đây, học dạng học rộng ha, học dạng học rộng ha, học dạng học rộng ha, và giờ đây đây nói xem. Cho em đợi thêm chút nữa. Đây thầy con biết cái đề này biết chưa ta? Đợi chút nha. Em đợi thầy vài giây, đợi thầy vài phút. Tại có một số đề khóa trước thầy có làm rồi. Nó có một cái đề giống nữa nè. Cái này thì để chắc để thầy edit lại cho các em dễ hiểu xíu. Đề này thì thầy viết nó hơi rộng. Tốt hơn là, những học sinh lớn á, là nên học nhiều môn, phát triển rộng, trong khi người khác kêu là học môn ít thôi, học chuyên một môn nào đó thôi. Cái này là bằng cấp 3, nó dạng giống như là cái đề mà nói về vụ toán lý hóa, ngoài ra còn học thêm môn khác. Đề này cũng giống nha. Này cũng gọi là trúng đề nè, cái này thầy sẽ edit lại. Nghĩa là có nhiều đề nó bị trúng đề. Ấy là dạng nhiều khi họ đồng thi họ chỉnh lại cái cách học một chút á, nhưng mà thật ra nó là giống. Nó giống một phần hoặc là giống gần như hoàn toàn. Rồi vậy là chắc thầy chưa ghi cái loại đề này. Hôm nay thì mình làm luôn nhé. Ok. À, 2019 luôn. Rồi, vậy là chưa. Cái lò đề này chưa. Rồi, vậy hôm nay thầy viết nha. Thì hôm nay là thầy cũng đi theo cái kiểu cũ là đồng ý hoàn toàn. Cái loại đề này các em sẽ có trường hợp là đồng ý một phần. Hình như mình chưa học đồng ý một phần đúng không? Mình mới học discuss rồi. Rồi, ok. Thì có thể sắp tới học đồng ý một phần. Rồi hôm nay thì mình vẫn làm đồng ý hoàn toàn nha. Cái đề này thật ra là em có thể theo một phần hoặc hoàn toàn đều được. Có những đề làm được phương diện nào cũng được nha. Thì em chọn cái nào dễ để em làm. Ví dụ như nó nói học sinh nên tập trung môn chuyên như một số điều cái ý tưởng đưa ra là trường đại học nên khuyến khích học sinh học nhiều môn, đồng ý hay không? Nó tóm như vậy. Thì nếu như trường hợp này mà các em đồng ý hoàn toàn là đối với tôi hoàn toàn đồng ý tập trung học nhiều môn vô trong quá trình học. Còn nếu như em đưa ra cái hướng nửa phần thôi đó, thì em có thể làm giống như cái phần discuss đó. Cái này thì thầy sẽ chỉ sao ha, cũng một ý tưởng là tôi đồng ý là học sinh học nhiều môn hoặc là học nhiều môn cũng rất tốt cho học sinh, nhưng mà tôi nghĩ, nhưng mà bên cạnh đó học sinh cần dành nhiều thời gian thầy nhầm, việc tập trung môn trong khi cái việc tập trung vô môn chính thật sự rất quan trọng, tại vì thầy vẫn giải thích là môn chính rất là quan trọng, cần phải tập trung cao độ, nhưng bên cạnh đó cần dành thời gian học thêm nhiều môn. Có nghĩa là đồng ý một phần là vừa tôi đồng ý một phần là học nhiều môn nhưng mà môn chính vẫn phải cần phải tập trung thì cái đó ha, thầy sẽ nói sao. Còn hôm nay thì thầy sẽ thay giám khảo, cái nào mà có giám khảo thầy sẽ ưu tiên cho các em học trước nha. Tất nhiên thầy sẽ chỉnh lại cho nó dễ. Thì cũng như vậy, thầy sẽ đồng ý hoàn toàn. Bây giờ chỉnh ha. Thì bước đầu tiên của cái đề Agree Disagree các em nhớ rồi đúng không? Và nào quên coi lý thuyết nha. Viết lại vấn đề. Viết lại vấn đề.
À thầy quên, cái cuốn này có nghe các em. Hôm nay thầy sẽ lấy cái ý tưởng bên đây thầy viết qua, thầy sẽ chỉnh lại. Cho nên thầy khuyên là cuốn cái file thầy cho Complete Writing nó rất là nhiều, nghiên cứu trước đi nghe các em. Rồi. Is some time. Này thì viết trong chữ thì nhiều quá, còn rối quá cái không biết. Rồi, ok. Thì mark. Rồi, xong. Rồi, cũng vậy ha. It is argued that này quen ha các em. Ở trên thì nó sử dụng một câu chủ động. The university nên khuyến khích học sinh học nhiều môn bên cạnh môn riêng. Thì đây thầy mở rộng ra là học sinh đại học nên được khuyến khích, cái chữ urge ở đây nó đồng nghĩa với chữ encourage. Ha, nó bị động. Mở rộng môn học của họ từ số lượng ít các môn chuyên sang số lượng nhiều các môn khác nhau. Các em học được cái cụm từ rất là hay cô giám khảo, đó là widen. Widen cái gì đó, mở rộng cái gì đó từ số ít sang số nhiều. Widen their study from số ít to số nhiều ha. A complexity of này nó đồng nghĩa với chữ a wide range of hoặc là a lot of. Hiểu hả các em? Còn a limited number of này là biết ha các em. Số ít. Rồi, cái này thì các em học theo nhé. Bây giờ xuống cái thân bài, tất nhiên đồng ý hoàn toàn rồi. Rồi, đầu tiên thì đưa ra luận điểm đúng không? Luận điểm đồng ý đầu tiên. Rồi, thầy ghi trước nha.
em giữ máy nha. Vậy trong quá trình thầy là thầy kiếm trong quá trình thầy lấy cái ý nào nó dễ xíu cho các em cứ nghiên cứu nha. Đỡ trùng xíu nha. Học nhiều môn. Giờ thầy muốn nói là học nhiều môn. Vâng là anh chưa xài đúng không? Study wireless one special. Là ha, special. Đang kiếm cái tên từ dễ hiểu cho các em nhé. To be more flexible. Vậy đây, cho các em dễ rồi cái ý đầu tiên luận điểm thầy sẽ đưa ra là việc học nhiều môn học thay vì một cái, có nghĩa là học nhiều cái đó. Nên thầy viết là vấn đề nha các em, sẽ giúp cho học sinh trở nên linh hoạt hơn.
Rồi, bây giờ giải thích nè, đưa ra một ý giải thích đầu tiên nè, ý giải thích chính nha. Còn cái chữ hay nữa nè, bên đây ông có, bên đây giám khảo có chữ hay nè. To be personally fulfilled. And skill enhancing, đúng rồi, chữ này nè, nãy kiếm qua không ra. Skill enhancing. Học nhiều môn hơn là học một môn thì nó sẽ giúp cho người ta hoàn thiện bản thân hơn, fulfilling, và đồng thời nâng cao kỹ năng hơn. Đây là tính từ nha, nghĩa là việc học nhiều môn sẽ cho con sẽ có tính chất là giúp cho hoàn thiện cá nhân hơn, hoàn thiện bản thân hơn và tăng cường kỹ năng hơn. Rồi bây giờ thầy sẽ đưa ra từng cái luận điểm nè, từng cái giải thích nha. Rồi. Rồi, từ từ nha. Thì câu luận điểm đầu tiên thầy muốn nói là việc học nhiều môn, cái chữ này cũng là cái em cần học nha, extra learning. Vì học nhiều môn thì nó đầu tiên, bởi vì học nhiều môn nó sẽ yêu cầu học sinh là nắm bắt, hiểu được, nắm bắt nhiều thông tin cơ bản trong vòng một khoảng thời gian nhỏ. Thì bây giờ thầy mới đưa ra quyết nè. Nếu rồi. Rồi, ok, xong rồi đó. Thầy nói ha. Thầy đọc lại nè. Học nhiều môn nó sẽ yêu cầu, nó sẽ
khuyến khích học sinh hay là thúc đẩy học sinh là nắm nhiều thông tin, nắm nhiều thông tin cùng một lúc hay là nắm nhiều thông tin trong khoảng thời gian ngắn, thì nếu như những học sinh này á là làm tốt cái việc này, cope with, rất là hay nghe các em lên học mấy cái chữ này, cope with là làm được cái gì đó, cope with this task này có nghĩa là việc này hay là cái thử thách này, thì họ sẽ phát triển được kỹ năng quản lý thời gian và linh hoạt trong nhiều công việc. Juggle, cái này là đồng nghĩa với chữ flexible đó các em, be flexible. Cái này là động từ nha. Còn thế thì cho tôi nè. Đó, có nhiều cái bắt đầu mình học. Bên đây thì giám khảo này nhiều từ vựng hơn Simon. Nhưng mà ông viết hơi rộng nha. Be flexible. Hình. Cũng được ha. Rồi. Thử nha, các em xem nó suông chưa nha. Học nhiều môn sẽ giúp cho học sinh hoàn thiện bản thân và phát triển kỹ năng. Cụ thể là gì? Học nhiều môn cùng lúc sẽ giúp cho, nó sẽ yêu cầu học sinh hay là thử thách hay là khuyến khích học sinh gì đó là nắm các thông tin cùng một lúc. Thì nếu như học sinh làm tốt cái này thì họ sẽ phát triển được kỹ năng. Đây này, nó có rồi này các em. Kỹ năng quản lý thời gian và linh hoạt trong nhiều công việc. Rồi ha, bây giờ thầy nói tiếp. Cái câu tiếp theo sẽ là giống như bên bài kia, sẽ là một câu giải thích tiếp nữa đúng không? Rồi đến câu chốt lại thì tùy bài mình sẽ có cái hướng phù hợp. Có bài nào mới lên đúng không? Rồi ok. Thầy đi tiếp ha. Vậy là cũng là một câu if bình thường nha các em, chứ không có gì hết. Tại vì bài giám khảo ông viết dài lắm, thầy sẽ phân tích, thầy rút gọn lại cho các câu này thì ông chỉ nói đơn giản là hôm nay em chỉ nói đơn giản một câu chốt thôi. Thì với kỹ năng như vậy, ông cũng nói tiếp cái này, ông chỉ chốt thôi nghe các em. Cái này thì không có ví dụ, tại vì nó rõ rồi, thành ra ông chốt rồi thôi. Nhưng mà để thầy coi, thầy sẽ kiếm cái ví dụ. Với kỹ năng này, với kiến thức này, với khả năng này, thầy ghi lại hết nha. Just in this part. Rồi, xem nó gọn chưa. Học nhiều môn cùng một lúc thì nó sẽ thúc đẩy. Nó sẽ thúc đẩy học sinh là nắm nhiều thông tin cùng một lúc ha. Đưa ra câu giải thích đầu tiên. If, nếu học sinh làm tốt việc này, có nghĩa là học nhiều á, học nhiều trong vòng thời gian ngắn á, thì họ sẽ phát triển được quản lý thời gian, làm nhiều công việc cùng lúc tốt. Với kỹ năng này, với kiến thức này, với sự hiểu biết này, cái chữ này là cái chữ này đồng nghĩa với chữ kiến thức đó các em. Nhưng đây là với cái chữ know how, đây là dạng học, nếu học sinh làm được cái điều này ha. Đây thì để thầy suy nghĩ có cần phải chỉnh lại cho nó dễ nữa không, hay là sử dụng chữ này. Thì đây thật ra là cái câu chốt, thì họ sẽ, thì những học sinh này sẽ linh hoạt hơn trong xã hội phát triển nhanh chóng. Fast changing social setting, cái này em các em nên học nha. Xã hội phát triển nhanh chóng, xã hội hiện nay, xã hội phát triển nhanh chóng. Rồi, để thầy coi xem có cần viết gì không, không thì qua body 2. Học nhiều môn hơn là một môn. Thì giúp cho học sinh cải thiện được bản thân và phát triển được kỹ năng. Học nhiều môn thì nó sẽ yêu cầu học sinh
Mà mấy cái này nên học luôn nghe, mấy cái tính từ này là mấy cái từ chuyên luôn. Học nhiều môn thì sẽ yêu cầu học sinh là nắm nhiều thông tin cùng một lúc. Thì nếu như học sinh học tốt thì họ sẽ phát triển được kỹ năng quản lý thời gian và linh hoạt ở nhiều công việc. Chỗ nào biết thầy nên ghi như năm tái này, ông chỉ chốt là thôi. Thì với cái kiến thức, với cái khả năng như vậy thì họ sẽ linh hoạt hơn trong xã hội này, xã hội sẽ phát triển nhanh chóng này. Để thầy coi, nếu bạn nào có ý tưởng thì có thể nói tiếng Việt cũng được, để thầy suy nghĩ xem nghe có được không nha. Nếu các em có ý tưởng có thể lúc mà viết á, viết thì các em có thể đưa ra cái câu nào đó suy nghĩ tiếng Việt dịch qua rồi nó có những từ vựng nào giống các em áp dụng vô. Mấy cái này thầy sẽ cho luôn nghe các em. Rồi thầy đang suy nghĩ là cần phải viết ví dụ hay cái gì không, hay là câu này. Thật ra cái này thì quản lý kỹ năng thời gian thì có thể ví dụ cũng được, có thể ví dụ cũng được, để thầy coi ha, thầy suy nghĩ nha. Rồi cái này thì for example đi ha, cái này thì ông giám khảo không có giải thích thêm tại vì cái này rất là rõ rồi. Quản lý thời gian chẳng lẽ mà nói tại sao quản lý thời gian. Cái này thì thầy nghĩ rõ, hình như ông chốt rồi thôi, thầy sẽ cho ví dụ chỗ này. Cái này sinh viên thì học chạy deadline ghê lắm. Rồi. Các em đợi xíu nha. Bình tĩnh thôi, mình phân tích mà có gì đâu gấp. Em cứ suy nghĩ trong quá trình này, các em có thể suy nghĩ thêm nhé. Không, còn bạn nào buồn ngủ quá cứ nhắn rồi đi ngủ cũng được. Tại vì sẽ được lưu video lại nhé. Hôm nay học xong rồi, có gì đâu. Sinh viên đại học luôn á. Tertiary level certification đi.
đây thầy muốn nói là học sinh ở cái bậc đại học thường xuyên phải giải quyết nhiều môn học để kịp deadline á. Có thể nhớ có cái chữ này để kịp. Thông qua một học kỳ thì học sinh ở bậc đại học thường xuyên phải giải quyết nhiều môn để kịp deadline và họ giờ thầy muốn nói là thông qua một học kỳ thì học sinh đại học thường là sẽ giải quyết nhiều cái môn học để kịp với deadline, và thông qua cái thử thách này họ sẽ linh hoạt được với nhiều công việc hay là đáp ứng được với nhiều công việc khác nhau nè ở trong những công việc thực tế. Thầy cho cái chữ gần nhất cho các em luôn ha, practical job. Và đây cũng công việc thực tế, họ sẽ đáp ứng được với nhiều công việc thực tế. Graduation, rồi vậy thôi là đủ ha. Thông qua một kỳ thì học sinh ở bậc đại học thì sẽ giải quyết được nhiều môn để kịp deadline, và thông qua cái thử thách này họ sẽ linh hoạt hơn với nhiều công việc cho với nhiều nhiệm vụ công việc trong những công việc thực tế sau khi tốt nghiệp. Rồi hiểu hả các em? Rồi bây giờ thầy qua cái luận điểm thứ hai. Ở đây bài này thì có nhiều từ vựng nha, các em cứ học lại cho thầy, ví dụ như deal with,
Kilowatt nè. Về thời gian ha, mà đang đưa ra luận điểm về thời gian là kịp thời gì đó, be adapt to nè. Rồi, vậy là xong ha. Luận điểm thứ hai. Ừ, dạ, apart from, đúng không? Apart from the around the practical concerns, practical concerns, concern này mối quan tâm đúng không? Cái này không phải mối quan tâm mà là giải thích. Thì hôm bữa thầy có nói for the reason mentioned above. Apart from the practical concern. Này phải chỉnh lại xíu cho nó dễ hiểu nha. Apart from the practical advantages. Okay. Addressable. I also. Tại vì cái này thì hôm bữa cái bài lý thuyết của mình là nói về cái concern là mối quan tâm đúng không? Cái này không phải mối quan tâm nha. Mà đây là mình đang giải thích về cái lợi thế. Vậy thì thầy sẽ nói là apart from the practical advantages là lợi thế nha các em. Mô tả bên trên tôi cũng tin rằng believe that. Rồi, tin rằng gì đây? Bây giờ thầy đưa ra luận điểm tiếp nha. Này thì sẽ bắt đầu bằng đối tượng là student luôn. Rồi. Tôi cũng tin rằng là những học sinh double in này nó cũng giống như là bây giờ double, nó cũng đồng nghĩa với những chữ bên trên, linh hoạt các em. Adaptable để thầy kiếm lại ha. Double in cái này học từ mới nha các em.
nó cũng sẽ đồng nghĩa với chữ be flexible. Hồi nãy thầy để đâu mất tiêu rồi. Be adaptable to rồi. Đồng nghĩa nha. Cái hình như nãy thầy quên ghi chữ flexible đúng không? Rồi ok. Có nghĩa đây cũng dịch là chữ linh hoạt nha. Linh hoạt hay là đáp ứng được nhiều môn khác nhau, nhiều khía cạnh chuyên môn khác nhau, có nghĩa là học được nhiều môn á thì sẽ có được cơ hội việc làm tốt hơn trong thị trường việc làm. Bắt đầu giải thích nè. Tại sao bắt đầu đưa ra lời thích ha? Current employer. Rồi, câu giải thích đầu tiên. Thầy muốn nói là những nhà tuyển dụng hiện tại thì có xu hướng này, mấy cái này các em nên học nha. Dịch là có xu hướng, have a tendency hoặc là show a tendency vẫn được. Những nhà tuyển dụng hiện tại thì có xu hướng thuê học sinh, thuê cái người trẻ làm được nhiều việc. A various array of này dạng giống như different. À, giống như a wide range of nè. Nãy mình đã học luôn. Hay là a complexity of. Đó mấy từ đồng nghĩa không đó các. Nhiều công việc trong một vị trí hơn là người chuyên về một công việc thôi. Job specialist này là người chuyên về một công việc nha các. Rồi, employers. Rồi. Mấy này từ đồng nghĩa nha, có chữ many luôn, có chữ different. Cái chữ many luôn, các em học về một nghĩa thì cho dễ nhớ. Rồi thì if, chỗ này cũng thầy xài if luôn nha. Rồi. Này thì nó vừa là if vừa là ví dụ luôn nha, thầy lấy ví dụ luôn. For example. Example if ha. Đây là một công việc mà nó yêu cầu nhiều người, em một người cần biết nhiều cái á. Kinh doanh cũng có nè, mà người kinh doanh chắc em phải nắm nhiều kiến thức. Tính toán rồi phân tích này nọ nhiều ha. Để ở đây thì nó cho là nhân viên ngân hàng có nha. If a candidate to be as the pen cost. Này thầy lấy bên của giám khảo nha, còn các em có ý kiến khác có thể đưa ra. À, ví dụ khác có thể đưa ra. A pen cost. Nếu một cái người ứng cử viên muốn tuyển dụng vô vị trí ở B74 cũng là được tuyển dụng nha các em. Cho một vị trí như là nhân viên ngân hàng.
ERC. Rồi. Ừ, cũng được. Có video hết nha. Cái này thì thầy mở rộng thêm. Ở dưới quê, ở các tỉnh thì ngủ sớm. Thành phố không ngủ mà. Sắp xếp xong rồi, thầy viết cái này là xong rồi đó. Thì bạn nào buồn ngủ cứ ngủ trước cũng được nha. Tại phần viết nó hơi nặng đầu. Thầy sẽ lưu lại video hết. Đây là ví dụ cũng là câu if luôn nha. Các em coi, nếu một ứng cử viên muốn được tuyển dụng vô vị trí như là một nhân viên ngân hàng, họ được yêu cầu có cái triple set, đây là có nghe các em, have và own, sở hữu, a collection of, là đồng nghĩa với chữ many, đồng nghĩa với cái chữ nãy số nhiều đó các em, array of nè, a various array of nè, rồi a collection of skill, những kỹ năng được học trong ngành tài chính, kế toán, kinh tế, đến những kỹ năng nó luôn, chose là đại diện là cho cái chữ skill nha các em, đến những kỹ năng trong các môn học liên quan khác như là cái này, quản lý giao tiếp và xã hội học. Thì cái này là kiến thức nha, còn các em muốn dù các em có môn riêng thì có thể đưa ra để chứng minh cho họ thấy. Thì đúng là thực tế rồi, bây giờ tuyển đâu phải là làm cái chuyên một môn là nhiều đâu. Cái này thật ra em phải nắm nhiều cái này, dạng giống như các em vẫn có thể đưa ra những cái liên quan tới kỹ năng mềm ngoài kiến thức chuyên môn. Kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn. Ví dụ dân kinh doanh cũng vậy, hay là nhân viên nhà hàng cũng vậy luôn, ngoài nghiệp vụ nhà hàng thì họ vẫn có thể phải biết. À, bên khách sạn chứ, ngoài nghiệp vụ khách sạn thì họ vẫn phải biết kiến thức về giao tiếp, hay là tiếp viên hàng không cũng vậy, ngoài kỹ năng chuyên môn thì họ vẫn phải biết giao tiếp, rồi phải biết ngoài kỹ năng ngoại ngữ thì họ vẫn phải biết giao tiếp, họ vẫn phải biết giao tiếp, rồi phải biết về ứng xử giao tiếp, rồi còn gì nữa thầy học không nhớ hết nhưng mà sẽ liên quan tới ứng xử và giao tiếp. Rồi còn này là về nhân viên ngân hàng, đây là kiến thức riêng của giám khảo, thầy sẽ giữ lại. Dạ, vậy là xong câu if rồi đó. Cũng là một câu ví dụ luôn, và cái này hình như thầy nghĩ là câu chốt lại. Ok. Rồi. Therefore. Student who
Rồi. Thầy sẽ chốt từ vựng lại, sau đó chốt lại cái ý tưởng nha các em, xong rồi đó. Rồi, hiểu hả các em? Cho nên cuối cùng nếu học sinh có được nhiều kỹ năng và kiến thức, nhiều lĩnh vực kiến thức trong suốt khóa học của họ tại đại học, là học nhiều môn thôi đó em, có được kỹ năng và kiến thức là học nhiều môn đó, sẽ có lợi thế hay là sẽ được gọi là expected, sẽ được mong đợi, có nghĩa là họ sẽ có được cái sự mong đợi tốt hơn cho một cái vị trí, sau có được sự mong đợi cho một vị trí tốt hơn. Preponderant position nó chỉ đơn giản là good position nha các. Of choice. Position rồi, là anh ta hiểu rồi. Sẽ được cái vị trí tốt hơn, vị trí có lợi thế hơn, good position trong thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh. À, hết bài đó các em. Để thầy chốt lại ha. Ở đây luận điểm là ổng hoàn toàn là đi theo một hướng. Thì luận điểm 2 là bên cạnh những lợi thế bên trên là phát triển được kỹ năng thời gian và phát triển được kỹ năng thời gian và à, phát triển được kỹ năng bản thân, đặc biệt là phát triển về kỹ năng thời gian và sự linh hoạt. Thì bên cạnh đó, ông cũng tin rằng học được nhiều môn sẽ có cơ hội tốt trong thị trường việc làm. Luận điểm đưa ra ha. Bởi vì hiện tại nhà tuyển dụng thì thuê những người làm nhiều việc với một vị trí hơn là chuyên hẳn một công việc. Ví dụ nếu một cái ngưỡng cử viên mà muốn trở thành fan club ha, thì họ được yêu cầu là phải có nhiều kỹ năng. Vừa ví dụ cụ thể ra luôn cho người ta biết là yêu cầu kỹ năng gì. Tài chính, kế toán, economy, đến những kỹ năng liên quan khác, quản lý, giao tiếp, cái này dễ, kỹ năng mềm đó, xã hội học. Chốt lại, thông qua câu giải thích rồi thông qua ít ví dụ luôn ha. Học sinh, cái này câu này có thầy ghi nha, trong giám khảo không có này thầy ghi nha. Có một số từ vựng thầy xài lại. Thì những học sinh có những kỹ năng và các lĩnh vực kiến thức này, nó chỉ đơn giản học nhiều môn á, học nhiều môn mình suy ra có kỹ năng và kiến thức thì sẽ có vị trí tốt trong xã hội này. Rồi hết rồi đó các. Chốt bài lại ha. Nghĩa là thầy vẫn lấy ý tưởng của một giám khảo khác, thầy chỉnh lại từ vựng cho nó dễ, à, thầy chỉnh đơn giản hóa lại rồi thầy vẫn áp dụng cái khuôn viết của xã mình. Cũng dẫn đúng thứ tự nha. Có cái là thầy sẽ viết cái này để cho bài này nói nhiều từ vựng hơn cho các em học. Các em học từ từ thêm từ vựng nha. Rồi thầy đang suy nghĩ là có nên viết thêm, viết lại một bài này lần nữa mà thầy dạng là đơn giản hóa từ vựng không? Thì nếu mà ok thầy sẽ đơn giản hóa lại và thầy viết thêm cái file á, trong cái file thầy viết bên dưới nữa thêm một bài nữa, thầy sẽ viết lại cho em coi. Nhưng mà vẫn giữ được cái mức điểm chuẩn của giám khảo nha. Rồi, câu này kết bài cũng như vậy, bắt làm theo kiểu xem ơn. It seemed to me that cái này, bài này các em chịu khó học từ vựng xuống nha. It seemed to me that chốt lại luận điểm thôi. Đây chắc thầy lấy của giám khảo luôn, cái này thì giống learning different chest. Xong rồi, cái này viết nữa xong rồi các em chịu khó xuống. Higher material.
Rồi xong rồi các em. Cái này chỉ chốt là hai luận điểm thôi. Học nhiều môn là tốt cho học sinh. Cái câu này là khẳng định trước nha. Đơn giản là chốt là hai luận điểm thôi, không gì hết. Học nhiều môn. To secure, cái này các em học nha. Học thêm một cụm nữa. Ừ, câu này hơi lạ nhưng mà các em học. To secure to student có nghĩa là chỉ dịch đơn giản là tốt cho ai đó. Học sinh đại học nha các em. Học sinh đại học. Cũng chốt là hai luận điểm như bên trên. Hai luận điểm mình đưa ra là tốt về cái gì? Thì nó không chỉ giúp cho học sinh nhận thức tốt về thời gian và linh hoạt. Linh hoạt nhiều công việc và nhận thức tốt về thời gian. Mà nó giúp cho học sinh đáp ứng được nhu cầu của xã hội, cạnh tranh và phát triển nhanh. Có nghĩa là lợi thế trong công việc đó các em. Đáp ứng được nhu cầu xã hội, cạnh tranh và phát triển nhanh. Thì cái cụm từ này nó giống như bên trên nè. Ở cái cụm nào ta? À, fast changing social setting. Mới học luôn. Fast changing competitive society. Nó làm giống nhau nha các em. Vậy là chốt là hai luận điểm thôi, là luận điểm thứ nhất là linh hoạt và quản lý thời gian tốt, time conscious, versatile. Hiểu ha? Time conscious là giống như thế này nè, time management skill. Và versatile này dạng giống như juggling là linh hoạt. Tính từ nghe, hai này tính từ nha. Và giúp cho học sinh đáp ứng được nhu cầu xã hội. Cụ thể là nhu cầu xã hội, cạnh tranh và phát triển nhanh. Thì em nhớ là hai cụm từ này đồng nghĩa nha. A fast changing comparative society đồng nghĩa với fast changing social setting. Cái này thầy sẽ cho nó là từ vựng chuyên luôn nhé. Thầy sẽ in lên cho các em coi. Rồi. Xong. Bạn nào thắc mắc cứ hỏi nha.